Chào cả nhà, nay trở lên cái bãi này câu coi. Cái này xây nước rồi, nước sáng còn lại được tiếng mấy đồng hồ nè. Nay lên đây, chỗ này cũng hơi sâu sâu đây. Lên cái điểm mà câu nữa coi. Mồi thì cũng vẫn là mồi có FC thôi. Mồi cũng cũ, mấy clip trước mình cũng có giới thiệu đó. Mồi đó thì mình cũng có bán nữa. 2kg 90, 3kg 120, 4kg 160, 5kg 200. Tất cả đều bao ship hết. Đó, mình cũng thả dưới mới thính rồi. Rồi để mình xuống cận coi. Gì đó giật giật nè à, chim nó giật 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 nó biết xuống biết xuống tiếp tục lại là cá chim. Nhấp nhấp hoài hả mày? Chim mày dễ xuống mày giật cái mày. Chim chim trắng này sao coi rồi không đây, còn thả thôi. Chim hồi nãy có cá vự rồi, rồi rồi không đây. Chạy đâu hồi ơi kìa. Nó
vô vài lứa chịu trắng. Chép đỏ thêm ổn à. Luffy sao không trời chỉ mưa rồi, thôi thấy vậy thôi gì à? Để hồi mắc mưa à? Rồi u ám mà đang thui nè, đó, thành quả nè, thành quả cũng được mấy con nè, mớ cá chim là cũng cỡ goi á, chị ăn bao nhiêu đây cũng đủ ăn rồi. Mai mốt câu nữa để thôi ngồi đây hồi mắc mưa quá sát chứ mưa rồi thôi mình cũng kết thúc video đây luôn.